Lamborghini trình làng siêu xe mới, khẳng định vị thế trong làng địa hình. Mẫu xe hiệu suất cao đặc biệt này vừa có màn ra mắt toàn cầu tại sự kiện Art Basel Miami 2022. Huracan Stelato vừa được Lamborghini giới thiệu cách đây ít ngày. Thay vì chinh phục những cột mốc về tốc độ, chiếc xe hướng đến trải nghiệm trên các cung đường địa hình. Trong sự kiện ra mắt, Lamborghini cũng xác nhận phiên bản đặc biệt này sẽ là mẫu xe cuối cùng sử dụng động cơ đốt trong mà không có công nghệ hybrid hỗ trợ. Tại khu vực dành riêng cho khách hàng VIP, hãng xe đến từ Italy mang đến hai chiếc Huracan Stelato với phối màu ngoại thất xanh Verde ghi và trắng Bianco Fans. Bộ tem thửa riêng trên Huracan Stelato có thể thay đổi theo ý thích của chủ nhân như màu sắc và họa tiết trên nắp capo, mui xe, logo tại hốc bánh trước, số đeo 63. Baga mui là một chi tiết lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Huracan. Chi tiết này được sơn màu đen mờ cùng logo Stelato được khắc chìm. Đặc biệt, người mua có thể tùy chọn chất liệu nội thất cao cấp được thiết kế độc quyền cho Stelato, đồng nhất với màu sơn xanh. Huracan Stelato được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L, tuy nhiên công suất chỉ còn 610 mã lực thay vì 640 mã lực trên STO hay Technica. Sức mạnh của chiếc xe được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép LDF. Người lái có thể thay đổi thuộc tính cơ cấu này thông qua hệ thống ARIMA. Khả năng vượt địa hình của siêu xe này được tối ưu hóa nhờ vào cơ cấu hệ thống trao tăng thêm 44mm so với Huracan Evo phiên bản dẫn động 4 bánh. Với thiết kế thân rộng, bề ngang cơ sở trước và sau cũng tăng thêm lần lượt 30mm và 34mm. Lốp địa hình 19 inch là trang bị tiêu chuẩn theo xe. Xe có 3 chế độ lái tiêu chuẩn là Shader, Sport và Rally. Huracan Stelato có khả năng tăng tốc không đến 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 260 km/h. Lamborghini chỉ sản xuất giới hạn 1.499 chiếc Huracan Stelato. Đối thủ chính của mẫu xe này là Porsche 911 Dakar cùng mức giá khởi điểm tại Việt Nam khoảng 15,29 tỷ đồng. Anh em thấy sao về mẫu Huracan mới này của Lamborghini? Và nếu cảm thấy hữu ích, anh em đừng quên chia sẻ video và nhấn tim cho nhiều người cùng biết nhé!